Bộ trưởng Quốc phòng Yemen chạy trốn đến Aden, tin từ Sana và Lahi, Yemen. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yemen đã trốn khỏi thủ đô Sana đang nằm trong vòng kiểm soát của phiến quân Houthi để chạy đến Aden hôm Chủ nhật ngày 8 tháng 3, một hành động cho thấy ông ủng hộ Tổng thống Abdul Mansour Hadi đang chiêu mộ lực lượng để chống lại quân du kích Hồi giáo Shia. Yemen đã rơi vào tình trạng tranh chấp giữa Tổng thống được phương Tây hậu thuẫn và bên kia là giáo phái Houthi được Iran hậu thuẫn và hiện là tổ chức thống trị nước này trong thực tế. Houthi đã chiếm dinh Tổng thống tại Sana từ tháng Giêng và giam lỏng Tổng thống Hadi tại nhà riêng. Tuy nhiên, từ 2 tuần lễ trước, ông Hadi đã trốn thoát khỏi vòng vây của Houthi. Các viên chức chính phủ Yemen nói rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Mahmoud al-Subahi đã trốn trong một đoàn xe vận tải hôm thứ Bảy ngày 7 tháng 3 và đã đến thành phố cảng Aden ở phía nam sáng sớm Chủ nhật ngày 8 tháng 3. Nguồn tin này cũng nói rằng, phiến quân Houthi đã bắn chết 4 vệ sĩ của al-Subahi tại thành phố Hodeidah lúc tấn công đoàn xe để tìm kiếm ông hoặc bộ trưởng. Tổng thống Hadi từ chức sau khi Houthi chiếm dinh tổng thống, nhưng sau đó tuyên bố nắm quyền trở lại và tìm cách thành lập một trung tâm quyền lực ở phía nam với các đơn vị quân đội và các bộ lạc trung thành với ông để đối đầu với Houthi. Yemen là quốc gia đói nghèo, chỉ có 25 triệu dân và là vùng phải chống cự lại ảnh hưởng từ các đối thủ có quyền lực Saudi Arabia và Iran. Phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ miền Bắc. Trong khi một số đại sứ các quốc gia vùng vịnh nói họ sẽ hoạt động tại Aden ở phía nam Yemen sau khi Hadi bôn tẩu đến đây. Đại sứ Nga Vladimir Dikushkin đã gặp ông Hadi hôm Chủ nhật và xác nhận sự ủng hộ đối với ông.